chào các bạn trong chương trình Hành Trình Bờ Ba Bê. Và ngày hôm nay thì bé Ú phải thức dậy rất là sớm. Ê, cho hỏi nhỏ một câu nè, cả nhà có nhìn ra cô Ú không dạ? Tại vì mới sáng sớm em dậy sớm, cơ mặt em còn chưa có giãn. Đó, em chưa có giả gái được. Và ngày hôm nay thì Ú đi hát show ở Tiền Giang, đang trên đường xuống Sài Gòn để đón Tỷ Tỷ Lộ Lộ cùng các mụ mụ trong đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi thôi. Chào đất ơi, chị Lộ, em chào mấy chị. Trời ơi, ngày hôm nay tao nói dậy sớm thiệt sớm á. Hello em, trời dậy sớm mặt đứa nào cũng ngon hết trơn á cưng. Mặt cứng đơ à? Mặt chị như tượng sáp vậy đó. Hello cả nhà yêu. Đó, hay cả nhà không, sách ai cũng sách tụng đi á. Vui lắm. Bây giờ là mình đi miền Tây. Bây giờ đi miền Tây mà bây giờ con nào con nấy như bán vé số, bán vé giò vậy đó quý vị. Lô Tô nha em, xin chào. Nó thấy không, cả nhà thấy không, tao nói đồ quá trời là đồ vậy đó, sách mang vậy đó cả nhà, ai cũng mặt mộc không mà mặt mộc. Chút mới sẽ thấy tụi em biến quá thành gái nha. 1 phút 30 giây biến hình rồi, 1 phút 30 giây là biến hình liền thành chị Lộ Lộ. Mặt mộc, mặt mộc của các cô chưa quá trang thành con gái đây mà. Rồi tới nơi rồi, Ủa cho mời mấy chị xuống. Cả nhà ơi, bây giờ Ú với chị Lộ với lại các tỷ muội trong đoàn Sài Gòn Lô Tô Tân Thời đã tới nơi. Đó. Thấy không? Đem một ba ly đồ quá trời quá đất. Trời ơi, ai rồi nhốt luôn rồi. Chung quả này ra đi. Mấy chị ơi, máy quay nha, máy quay nha. Đó, chào. Hello, đi. Cả nhà yêu, bây giờ đã tới điểm diễn rồi. Mệt mỏi quá, chuẩn bị mắc cấp rồi. Mấy chị đừng quay nữa rồi. Một cuộc hành trình đi tìm ước mơ hoài bão cho cuộc đời của thế giới thứ ba. Cuộc hành trình đem lời ca tiếng hát, đem tiếng nói cho đời và cho người thêm vui. Nhưng đâu phải ai cũng chấp nhận chúng tôi, đâu phải ai cũng có lời nói dễ nghe hoặc tặng cho chúng tôi nụ cười thân thiện. Họ nhìn chúng tôi như kẻ tội đồ và ban cho chúng tôi một ánh mắt miệt thị khinh khi. Chúng tôi vẫn như bạn và vẫn giống bạn, tuy rằng giới tính khác nhau. Người cũng có người xấu, người tốt, và chúng tôi vẫn vậy. Chúng tôi mong rằng khi bạn xem xong cuộc hành trình bờ bê bê, hãy suy nghĩ về chúng tôi khác hơn và hãy nở nụ cười thân thiện hơn với chúng tôi. Vì chúng tôi là những nghệ sĩ đem những nụ cười cho bạn khi bạn mệt mỏi, stress trong công việc, khi bạn đang cần xem một vở hài kịch hài, và khi bạn khó ngủ, cần thoải mái hơn trong tâm hồn. Nghệ sĩ chúng tôi là như vậy. Người thương thì ít, mà người ghét thì nhiều. Thương thì sao cũng được, còn ghét thì cho chúng tôi, có làm đúng thì người ta cũng dèm pha. Chúng tôi cần sự ủng hộ, thương yêu và những nụ cười thân thiện hơn, khi chính nụ cười ấy là cái tâm mà các bạn dành cho chúng tôi. Trời đất ơi chị ơi, nãy thì cho cả nhà, hôm nay em với chị mới phát hiện ra một con em họ của Linda. Họ Linda hả? Y chang Linda vậy đó. Y chang. Phải nói là hiện tượng mạng Linda đúng không? Đúng rồi. Rất là dễ thương. Thì bữa nay Linda cũng có một người chị em họ cũng rất là dễ thương giống như Linda vậy đó. Em nghĩ chắc là thất lạc lâu lắm nay mới kiếm được đó chị ơi. Cái này là cũng cơ hội giống như là tìm người thân lời với quý vị. Xin Nam. Rồi, chỉ qua liền á. Mở lòng. Xây qua giùm em. Đó, xe qua camera. Dạ, Linh Chi Thảo. Em của Linda. Đó. Cái này là thuộc dạng phục linh nha cả nhà. Dùng để thuốc uống thôi chứ không được làm gì hết á. Y chang luôn. Em chửi đi em. Em không phải là em của Linda. Em là chị của Linda. Vậy hả? Linda nhỏ tuổi hơn em nhiều lắm. Vậy nè, Linh gì? Linh gì? Duyên.
Linh Linh Chi. Linh Chi. Linh Chi. Nắm Linh Chi. Kim Chi Hàn Quốc kia là nắm đông cô kìa. Bé này còn Linh gì nữa không? Em có tên gì Linh khác không? Linh Thiên được không em? Linh Thiên. Đây Linh Tâm. Linh Tâm. Đây là Linh Tí. Tổng Thu. Linh Tí. Còn em, còn em, còn em là Linh Hồn. Linh Hồn. Đó. Còn đây Linh gì? Linh gì cũng được. Linh Lộ. Rồi, cả nhà ơi, bây giờ Ú và chị Lộ cũng như là các anh chị em trong đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời bây giờ chuẩn bị tới giờ vô hát biểu diễn. Cả nhà cùng đón xem chuẩn bị chúng em ra biểu diễn như thế nào nha. Yeah. Oh yeah. Hey. Yeah. Quay hoài má ơi, thiệt con cách một à. Wow, ăn kìa các bạn ơi, ngon quá. Dạ kính thưa quý vị, và bây giờ thì Ú cùng Lậu Lộ cùng tất cả các chị trong đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời chuẩn bị đi qua hát nha. Rồi bây giờ đi thôi má ơi, đi. Ừ, ăn ít thôi nghe chị, mập lắm rồi đó. Chị đó. Chị đâu có sợ. Không, em là em đang ăn kiêng. Đang ăn kiêng rồi đó hả? Ăn kiêng, ăn kiêng. Ồ, đang ăn kiêng rồi, sợ. Nào mà có đủ 4 con số hàng ngang chạy thiệt nhanh lên sân khấu nhận quà nha quý vị. Rồi quý vị, hôm nay giải thưởng đặc biệt là trúng em nha quý vị. Trúng em giờ em nấu chè miễn phí ăn 1 năm luôn, không tính tiền. Ờ, rồi nuôi gạo tàn mạc. Em có thấy chứ em ăn ít lắm, mập gì đó. Tại em uống thuốc á, dư nước thì chứ em không có mập như phí đó. Rồi quý vị ơi, giờ con nằm gì đây, nằm gì đây, anh ơi đừng thấy tóc dài.
rồi vừa qua nó học chị gái đã có kinh rồi, xin mời chị lên đây đó, chị xem giùm em đi. Dạ quý vị thân mến, dòng loại đầu tiên có một chị bánh bèo đã có kinh nha quý vị. Rồi xin mời chị lên sân khấu giùm em. Dạ chúc mừng chị, lên đi chị, đừng mắc cỡ em ngày hãy làm gì. Dạ con số 25 vừa kêu qua 42 có một có hai 55 có ba số 9 có đủ. Dạ hợp lệ, chúc mừng chị nhận em cái quạt. Bây giờ chị em ơi, bây giờ em lộn chị, em hỏi chị nè, chị có gia đình chưa? Bây giờ chị muốn lấy quạt về xài hay lấy bóng gì cho chồng chị ơi? Ờ đúng rồi. Đó cái nào cũng có lợi, nếu mà mình thương chồng mình lấy bóng, còn mình thương mình lấy quạt. Chị ơi, thương mình à. Em nghĩ chị nên lấy cả hai á, chị lấy bóng gì cho chồng đi chơi, lấy mấy quạt quạt cho nó mát. Nhất định rồi, nhất định rồi. Thôi, quý vị thân mến, dòng loại vừa qua cũng không còn giá trị nữa. Thì bây giờ chúng em xin tràn xuống dưới phục vụ dòng loại tiếp theo là dòng loại thứ hai. Lá bé màu vàng nha quý vị. Dạ, lấy giùm em cái lá màu vàng đi. Mình đem giúp phục vụ cho bà con mình tiếp theo. Thưa quý vị ơi, ngày hôm nay thì nhóm tụi em đã đi diễn về xong rồi, giờ về. Tôi cũng chết là nó hoài, trời ơi trời, thiệt chứ. Quay hoài luôn á. Nè, gia đình thương yêu nè, tặng bánh ít cho em đem về nè, đó. Vui lắm. Trên con đường đê nhỏ. Mọi người hôm nay Lộ Lộ không có nói chuyện được bình thường, tại vì mới có 20cc vô môi á, cho nên mọi người cũng thông cảm nha. Và quá trời, cái môi chị nói chuyện mà em sợ chị rớt cái môi ra ngoài luôn đó chị Lộ. Vậy mà nói lơn sơ gì, màu hồng cánh sen cánh ư như con cá trê đâu mà nhạt nhòa. Tha bao giờ ăn lên chi mà cho bóng ngáo thì ghê vậy. Chị biết chị sao nói gì nữa. Đi vô trong đám người ta ăn dụng đó chị, quên chùi đó chứ không phải bơm gì đâu. À hồi nào nãy đi hát chị ăn quá trời vậy hả? Chị, ăn dụng. Cô khỏi giải thích. Cô khỏi giải thích. Tôi hay quên lắm. Thôi tôi cũng quên lương luôn đó. Rồi. Mọi người ơi. Bây giờ chúng ta cùng quay lại chương trình B3B nha mọi người. Trong tay Lội Lội đang cầm một cái phong bì rất là dày cộm. Vậy bây giờ mình sẽ bắt đầu mình mở cái phong bì đó ra để có cái gì trong đó nha. Rồi, em cầm giùm chị coi. Dựng là một tờ rất là quen thuộc, điều lệ chương trình. Đó. Rồi, bây giờ Lộ Lộ sẽ đọc từng phần cho mọi người nghe. Nghe cho kỹ nha không? Bớt bắt bẻ lại nghe cho kỹ nè. Đọc cho rõ. Đọc cho rõ đó, cái mỏ chu chu sao mà đọc. Chào mừng các bạn đến với hành trình B3B. Thể lệ cuộc chơi như sau. Chúng tôi sẽ đưa cho bạn 5 bao lì xì. 5 bao lì xì không ai phản ứng gì hết hả? Ừ. Lì xì mừng mà. Đúng rồi, đi tiếp đi. Mới chích botox gì mới má. Có tiền. Tập trung nghe đó, chị nói khó hiểu quá. Nhưng trong mỗi bao lì xì có câu hỏi chứ không phải có tiền đâu mấy má. Trời ơi. Bởi vậy bạn phải trả lời thật lòng, không thật lòng chó cắn. Nếu bạn trả lời không thật lòng thì các bạn thành viên trong B3B sẽ cản ngăn và không báo gấp để được thưởng nóng. Có nghĩa là bạn trả lời không thật lòng thì các thành viên trong B3B sẽ biết đó là nói xạo và thông báo gấp cho ban tổ chức để được thưởng nóng đó. Có nghĩa là bạn không có được thưởng mà ban tổ chức của B3B sẽ được thưởng. Mỗi bạn sẽ trả lời 2 bao và hên xui trong bao có phần thưởng thì bạn phải lấy, còn không thôi chúc bạn may mắn. Có nghĩa là 2 bao, một bao có thể có câu hỏi, một bao sẽ có lì xì, có thể là 100 đô, có thể 1.000 đô, có thể là 1.000 đô la Mỹ, có thể là 1.000 đô la. Dạ, có thể là không có đồng nào. Đúng, tôi biết liền. Có thể là một giấy tờ vàng bạc thôi cũng được. Cho nên là quý vị phải tự chọn đó mấy má. Rồi bây giờ là Lộ Lộ xin được phép xè tổng cộng là nhiêu bao đi?
23. Mà thông báo cho mọi người nha, lộ cũng có bao lì xì luôn nha. Ủa, chị cũng có nữa hả, sao kỳ vậy? Ủa, chị cũng là thành viên cũng phải trả lời chứ cưng. Không có lấy gì thì khán giả người ta coi. Rồi, Vi, bấm trước đi. Rồi, lựa nữa hả? 2 phiếu. 2 phiếu phải không? Đây. Rồi, nè Thảo, bút đi chị. Lựa chính ra nha. Núi. Lựa cho kỹ vô đi. Rồi, em gái của nữ ca sĩ Mai Thiên Dân, nữ ca sĩ Mai Thiên Tai, rút đi. Rút tới đâu tai quà tới đó. Có chừng 1.000 đồng á chị. Rồi. Ê, còn phiếu nữa. Còn phiếu nữa hả? Trời ơi, bà cứ rút thiếu phiếu mà giống như là ai giật hùi vậy đó. Đại sao mày? Rồi, giờ mời cô Ú Bình Dương rút, em sẽ là người rút cuối cùng quý vị. Vậy hả, bây giờ làm sao nè? Giờ em chọn cái nào ta? Em chọn đây, rồi còn cái nào nữa không nè? Đổi... Đây, đây luôn, rồi. Rồi. Đây, bây giờ mỗi thành viên đều có bao lì xì của mình rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bao lì xì của đầu tiên của Nhã Vi để coi là trong đó Nhã Vi rút được cái gì nha. Rồi em mở ra đi Vi ơi. Mở ra. Hồi hộp quá. Hồi hộp chờ đợi có cái gì trong đây. Cái gì, cái gì, gì? 500.000. Wow. Đưa trước 50. Trời ơi. Đưa. Rồi, 50 may mắn. Ngon quá. Trời ơi, hai câu hỏi rất là dễ thương. Cái gì đây để đọc coi. Bớt chị. Sao cái môi nó ảnh hưởng tới cái thanh quản gì thấy tôi 50.000 không cái lộn coi chích lộn nhiều quá. Rồi bây giờ em đọc câu hỏi coi mình đi lọc xuống thanh quản hả chị. Câu số 1, lần đầu tiên bạn ấy ấy lúc bao nhiêu tuổi? Ôi ngại quá. Quý vị thân mến, lưu ý trả lời trong sáng, không trả lời trong tối và ảnh hưởng tới trẻ em đang xem YouTube. Lần đầu tiên bạn ấy ấy là lúc bao nhiêu tuổi? Ấy ấy đây là cái gì? Là ho đó hả hay là gì? À, lần đầu tiên ấy ấy của em là 1 tuổi. Rồi coi. Khi 1 tuổi thật lòng sao? Là khóc, là khóc đó chị. À, lần đầu tiên Nhã Vi khóc là 1 tuổi. Ủa, vậy lúc đẻ ra là cũng khóc hả? Thì lúc đẻ ra đó là 1 tuổi, vừa đẻ ra là khóc đó là 1 tuổi đó. Bạn ấy trả lời rất là trong sáng quý vị, nhưng câu hỏi đang ở trong tối. Vậy hả? À, lần đầu tiên bạn ấy ấy là lúc bao nhiêu tuổi? Để em nhớ coi. Năm 17 tuổi thì em đi. Dạ 17 tuổi chị. À 17 tuổi hả? Dạ. Lúc đó em làm gì lần đầu tiên? Câu hỏi trong tối. Câu hỏi trong tối hả? Có thể là bạn chụp điện thoại chẳng hạn. Có thể là bạn móc túi chẳng hạn. Có thể là bạn đi vô khám chứa quà chẳng hạn. Dạ không. À không có mấy đó hả? 17 tuổi em nhận được cái đơn đi khám nghĩa vụ. À vậy đó hả? Rồi chúc mừng em. Người con gái lần đầu tiên đi nghĩa vụ chắc cảm giác nó rất là vô mốt đúng không? Dạ. Rồi, lần đầu tiên em đi cũng vui lắm chị, em giả lộ. Nhưng mà vẫn đậu bình thường. À vẫn đậu nghĩa vụ luôn. Dạ. Chắc cái khu vực đó ta thiếu quân nhân. Rồi bây giờ chúng ta cũng đến với câu hỏi thứ hai nè. Bạn có tật xấu nhất là gì? Rồi em có thể nói câu tật xấu của em nhất là gì không? Em có gì xấu á? Đâu có, em có nhiều lắm chị biết mà. Em không khai thì chị cũng khai hả? Tật xấu hả? Em cũng nhớ nữa. Em nhớ luôn hả? Trả lời cho thật lòng nha. Gần nhất tật xấu của em là tắm rất là lâu. Tắm rất là lâu mà người vẫn rất là đen. Phải không? Dạ. Tắm nó khác đi văn nắng chị. À, vậy hả? Vậy tắm chị cho nó lâu vậy người cũng đen hả? Đúng không? Tại vì em thích nghe nhạc trong nhà tắm. À vậy là thích nghe nhạc trong nhà tắm. Ngồi trong nhà tắm để nghe nhạc chứ không phải là tắm đi cho nó sập nha quý vị. Dạ đúng rồi. Rồi cảm ơn Nhã Vi rất là nhiều. Và phần bao lì xì thứ hai mở đi. Ủa nữa hả? Thôi người một cái thôi chứ. Người cái rồi chút quay lại dòng lại rồi. Cái này của em đúng không? Rồi dạ, Thảo ơi, chị Thảo ơi, bây giờ mình mở đi chị Thảo. Phần chị Thảo nè, chị Thảo là một trong người là mở ra có cái gì tôi đã hồi chị Thảo là một trong những người là cụ trào và trong hết hồn bà nội không có một cái rồi không có tiền mà phấn khích gì đó hả? Rồi có câu hỏi đọc đi chị, câu đầu tiên. Hải kể lần đầu tiên bạn hung chàng trai. Là lần đầu tiên chị hung trai đó hả? À, lần đầu tiên mình hung trai lúc bao nhiêu tuổi? Câu hỏi đoạn hậu gì đó hả chị, đọc lại đi. Hải kể lần đầu tiên bạn hung chàng trai. Là ta kêu chị tả đó không phải chị, là tả, tả là cái cảnh đó đó. Ủa? Chị sao cái má nào soạn câu hỏi đoạn hậu vậy? Hãy kể lần đầu tiên bạn hung trai. Nó lãng mạn hay nó như thế nào? Chứ hung trai hết. Thôi giờ chị tặng luôn đi, chị đặt câu hỏi luôn. À lần đầu tiên chị hung trai thì nó như là không gian ở đâu nè? Mình chuối khách sạn.
hay là dưới dạ cầu? Không không, mình nhớ rồi. Ở đâu chị? Mình cùng tắm sông với bạn ấy. Trời ơi, chị lợi dụng lúc tắm sông và không người ta. Mình bơi theo bạn ấy. Trời ơi, ghê quá. Và khi bạn ấy dừng vô một gốc cây, mình cũng bơi theo. Rồi bạn ấy có bị thấy cá bóng không chị? Không có thấy cá bóng. Và mình đã hôn bạn ấy. Dạ. Lúc đó mình cảm thấy thích lắm. Rồi bạn ấy có quánh chị không? Không, bạn ấy đi lên luôn. Trời ơi. Em tưởng là bạn ấy nhận nước chị chứ. Kể từ đó bạn ấy biết. Bạn ấy là bóng. Không. Biết chị là bóng. Chứ yeah. không nghĩ chị là trai. Rồi. Yeah. Câu okay. Hỏi câu thứ hai đi chị. Không, một người câu hỏi thôi. À câu rồi tiếp theo Mai Thiên Tai. Cô gái có chị làm cái môi rồi. Hai câu hỏi. Trong đây đúng rồi, nhưng mà mình đi hết một vòng đi ha. Câu nữa. Bạn hãy kể. Bạn hãy cho biết khi bạn giả gái bạn có độn đích hay không? Quý vị thân mến, ở đây chúng tôi xin lỗi quý vị khán giả vì ngôn từ nó hơi lành mạnh, thiếu lành mạnh chút xíu. Độn đích có nghĩa là độn mông đó quý vị. Dạ, nếu quý vị miền ngoài có thể nghe rõ hơn, hoặc ở nước ngoài có thể biết là độn đích là độn mông đó, độn vòng ba. Dạ, nói một cách nôm na là độn vòng ba đó quý vị. Nhưng mà em nghĩ câu hỏi này phải hỏi chị Lộ chứ sao hỏi chị Thảo được. Thật ra chị Lộ không bao giờ độn. Ok, chị Lộn là nguyên bản dòng một. Ủa vậy đó hả? Dòng 3 của chị Lộn đã 110 rồi. À thì ra là câu hỏi này để dành cho chị Thảo, nhưng mà hỏi chị Lộ, chị Thảo trả lời giùm chị Lộ. Đó ok, cũng được nữa. Dạ Thảo xin trả lời. Dạ Thảo không có đụng mông. Ok. Không có đụng dòng 3. Rồi, vòng 3 là ở đoàn này là đa số là có thật, chỉ trừ Mai Thiên Tai thôi quý vị. Rồi, sao chị biết? Rồi, bây giờ cô nè. Tới Mai Thiên Tai, chúng ta cùng vui ba lì xì của Mai Thiên Tai nha. Thôi vậy em không lấy mà em cạp được không? Đó là sở trường của em mà. Thành ra em là một lời thế của đoàn đó. 100.000. Wow. Ai chị những người mà bốc được 100.000 chút xíu phải đổ xăng cho xe đó quý vị. Tao rung quá. Rồi, thường em lấy 100.000 nhiều là câu hỏi khó lắm đó, cắt tớ. Đúng rồi. Em rung quá. Tiền nào của nấy quý vị ơi, nãy 50.000 là hỏi lần đầu khi nào. Bây giờ chắc ăn là lần cuối khi nào đó quý vị. Cô lãnh 100.000, cô ngồi im đi tôi đọc. Rồi, đọc đi chị. Bạn hãy cho biết sao? Bạn BD từ khi nào, bao nhiêu tuổi, học lớp mấy? Lộ Lộ xin đính chính câu hỏi như thế này. Nếu mà mình đọc như thế là nó quá là gọi là phô cho chương trình. Thì em xin chỉnh sửa đây này. Bạn biết cảm nhận con người thật của bạn khi nào? Dễ thương. Trời, nó có ba vế vậy. Bây giờ trả lời vế đầu tiên nha. Rồi. Em biết cảm nhận. Ủa, câu hỏi con dế hả mẹ? Em biết MBD lúc nào? Em biết MBD từ năm em 17 tuổi. Thôi. Năm em giả bộ nói giống tôi của má ơi. Năm em học lớp 11. Thiệt. Sao má nào cũng là hoa hậu thân thiện chứ? Thiệt má. Vậy hả? Thiệt. Năm học lớp 11, khóa lớp năm 12 của một anh đẹp trai lắm, cũng tên Sơn luôn. Dạ. Trời ơi. Anh có bị hô không? Không, nói chung là em là hô giáo hô viên nha chị. Ảnh rất là đẹp trai, ảnh hát ở trong đoàn văn nghệ của trường. Mà em cũng hát trong đoàn văn nghệ của trường. Thế là ngày nào cũng được đi tập văn nghệ chung, anh ấy riết bị bóng luôn. À, vậy đó hả? Còn câu hỏi thứ hai nè. Sao cô? Bạn phải thành thật khai nhận là bạn trộm thương chàng trai lần đầu tiên và lúc nào và thời điểm nào. Đó là nãy câu hỏi nãy trả lời rồi luôn rồi. À cái đó là khỏi trả lời thôi. Cái đó là thích thôi. Còn mà thương thiệt á là năm nhất đại học 2014. Hay quá. Dạ, trả lời thiệt lòng đó. Là có thương thầy giáo không hay là thương mấy bạn học thôi? Dạ không, thương một người không phải thầy giáo mà cũng không phải bạn học nữa. OBD môi à? Rồi bạn đó có thương em lại không? Có chứ. Ôi gu bạn đó lạ quá ha. Hơn nhiều người có mỗi cái gu chị ơi. Chị nghĩ là thật sự ra kiểu em như là sách đỏ đã ghi tên thì cần được bảo tồn. Dạ cần được bảo tồn đó. Cho nên là bạn trai nào mà thích Mai Thiên Tai đó cũng là một người rất là đặc biệt đó quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng đến với câu hỏi của cô Bình Dương nha. Rồi cô Bình Dương hãy khui ba lịch sử của mình đi nha. Em hồi hộp quá. Em mà mau lẹ lắm chị ơi. Không có 1.000. Rồi chúc mừng. Không có được 1.000 quá vậy. Trời ơi. Không có 1.000 nữa hết. Sao mắc công của tôi quá vậy? Ủa mà em được có câu hỏi hả? Tiền chi không có tiền có câu hỏi chị ơi. Rồi. Hỏi rồi. Đi. Đọc đi em. Em mập khi nào hả? Nếu có nếu có một lời xin lỗi thì bạn sẽ dùng lời xin lỗi ấy cho ai và tại sao? Câu hỏi rất là mang tính chất tình cảm quý vị. Và chúng tôi khuyến khích đây là show vui vẻ mang tới tất cả những tiếng cười nồng nhiệt nhất cho quý vị khán giả. Cho nên yêu cầu cô Ú xin lỗi. Nên yêu cầu cô Ú trả lời một cách vui vẻ nhất, không mang
một sự thương tâm hay thương đau này vô đây nha. Dạ rồi, nếu có một lời xin lỗi thì bạn sẽ dùng lời xin lỗi ấy cho ai? Em xin lỗi, gửi lời xin lỗi cho người yêu của em. Ờ vì sao? Vì tại em quá vì... mập hả? Không phải, tại vì lúc đó em ốm lắm, đẹp dễ thương à. Mà ảnh đòi ấy ấy em không biết cho. Ê, rồi gánh chia tay em luôn à. Rồi nặng bụng em hả? Ừ. À, em nói nặng bụng ấy là chị biết rồi. Hiểu lầm chết. Câu hỏi nữa. Quý vị tôi lưu ý là câu hỏi chúng em rất là trong sáng nha quý vị. Tránh trường hợp quý vị khán giả suy nghĩ trong tối, cho nên em sẽ hỏi rất là rõ ràng. Lần đầu tiên bạn trai của cô Ú đòi nặng mụn cô Ú nhưng mà cô Ú không đồng ý, cho nên là cô ấy rất là hối hận. Bây giờ cô muốn xin lỗi người bạn trai mình đã khi mà mình còn ốm là muốn nặng mụn mà không cho, bây giờ mập quá mụn mất tiêu hết không nặng đúng được rồi, cái gì. Láng mịn. Dạ, không phải. Chị gì thấy không? Lên mỡ nó đè mụn mất tiêu hết cái gì. Chị kỳ là... ghê á. Mà chị thấy không, chị cứ học một mụn thôi mà ảnh chia tay em vô lý không? Vậy đó hả? Đó vậy. Em giờ buồn vậy mà anh quen được 30 thằng khác rồi đó. Mừng đi cưng. Chị nó vô lô. 45 người là. Vậy đó chị nè. Em không chắn chị nè. Nghe nó nói vậy. Nó nói danh sách xong tôi ho muốn bệnh luôn nội ơi. Đó. Vui đi. Bây giờ tới câu hỏi của Lộ Lộ nha. Thì quý vị thân mến, cho chương trình cũng nhờ Lộ Lộ mà những câu hỏi cho nên trong sáng hơn. Hy vọng là câu hỏi của Lộ Lộ có giá 50.000. Không có 1.000 luôn. Ủa sao hai chị em mình xui vậy? Không có 1.000 mà có hai câu hỏi. Có khi là chị ngồi kế em nó xui lây. Vậy hả? Rồi quý vị thân mến, câu hỏi của Lộ Lộ, câu đầu tiên là lần đầu tiên bà già gái và cảm giác lúc đó như thế nào? Nói như thế nào nhở? Lần đầu tiên lộ da gái là lần đầu tiên à? Nói thiệt hay nói giỡn vậy? Nói thiệt. Nói thiệt hả? Lần đầu tiên đi thách thức danh hài thì cảm giác là ôi mình cũng đẹp quá nhỉ. Hàm răng của mình cũng ngang ngửa Mai Thiên Tai. Mọi thứ nó đều rất là tự nhiên. Mở tràn bờ đê. Bộ đồ thật nổi. Và lên sân khấu mình như một con quỷ như vậy. Rồi câu hỏi... em nhớ hôm nào mà chị mặc nguyên bộ đồ đỏ đúng không? Bộ đồ xanh em. Đồ xanh, đồ xanh, biết rồi, cài quốc tóc cao rồi đúng không? Đúng rồi. Sách vỏ sách rồi, y như một bà nhà quê vậy quý vị. Mà giờ sao nhiều năm mới đẹp cái không? Nó lộng lẫy xuất sắc. Nhìn em, nhìn chị lúc đó như em lúc này vậy đó. Rồi câu hỏi thứ hai là có khi nào bạn bị cha mẹ chửi hay kiểu vì cách giả gái của bạn không? Thì cái này rất là may mắn là lộ được sự đồng tình của gia đình. Và có khi là mặc đồ của mẹ, có khi là mặc đồ của người yêu. Cho nên là ở nhà có phản đối quý vị. Và còn khen nữa. Còn đòi gửi hình treo ở giữa nhà nữa. Mà xong gửi hình xong cái bắt đầu là mấy thằng ở xóm lại con gái bác hạ gả cho con đi. Cái mẹ cũng trả lời rất là tự nhiên, nó có vợ rồi con. Ủa người yêu chị cũng giả gái làm sao mà chị mặc đồ người yêu làm sao? Không, người yêu chịu môi. Trời đất ơi. Hên là chị mặc đồ mẹ, đồ người yêu được, em đồ ở đâu mặc? Đâu có đồ đâu mặc, mặc có gì đâu. Không, đồ của em hả? Khó lắm, khó kiếm size lắm. Đồ của em là phải kiếm chắc size nước ngoài quá ha. Không, là heo Chánh Hưng. Thôi. Rồi tiếp tới câu hỏi của dạ quý vị thân mến, vừa rồi cũng là một cái đoạn phóng sự rất là ngắn của chương trình B3B. Quý vị nhớ đón xem chương trình B3B vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần quý vị nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi của người đẹp Nhã Vi nè. Trời ơi, 100.000. Rồi, rồi. Như vậy? Vẫn như có một câu hỏi thôi. Vẫn như thường lệ quý vị, ai mà nhận được 100.000 thì chúng ta sẽ trả tiền xăng cho hôm nay như quý vị. Thích câu hỏi này quá, câu hỏi này nãy nghe rồi cho nên chuẩn bị rồi. Rồi, đọc đi em. Rồi. Hãy cho biết bạn BD khi nào, bao nhiêu tuổi, học lớp mấy. Lộ xin đến chính lại, hãy cho biết bạn tìm thấy bản thân mình, chính mình khi nào và học lớp mấy. Dạ, em biết bản thân chính em từ năm lớp 8. Lớp 8 lần hả? Biết sớm gì đó hả? Dạ, 14 tuổi. Ồ, 14 tuổi là biết dạ, hả? 14 tuổi là biết vỡ đê rồi hả? Dạ, biết rồi. Lúc đó là chơi búp bê chưa? Dạ, em chơi búp bê là năm lớp 6, nhưng mà tới lớp 8 là tại vì có anh đó, anh chuyển trường lại em mà lại trường em ở. Ủa học, nhưng mà anh quá đẹp trai là em mới biết, là em mê trai là em biết. Mê trai từ 14 rồi đó hả? Năm 14 tuổi em mê trai mất rồi. Rồi, nhờ câu hỏi rất là dễ thương mà Nhã Vi đã nhận được 100.000. Chút xíu nhớ trả tiền xăng nha em. Vậy là nguyên qua thông qua chương trình này là nguyên cả nước ai cũng đều biết Nhã Vi là biết mình bóng khi 14 tuổi. Rồi em có vợ năm mấy tuổi? Trời ơi, đã nói là bóng là làm sao có vợ được. Ủa nhưng mà em nghe đồn có con mà. Em là con gái sao có vợ được? Nói lại. Dạ em là con gái làm sao em có vợ được? Em phải có chồng chứ. Rồi, ok, cảm ơn Nhã Vi rất là nhiều. Bây giờ chúng ta cũng đến với chị Dạ Thảo nè. Dạ Thảo ơi. Có Thảo nè. Rồi, mở bao lì xì của mình đi chị. Trời ơi. Rồi, không có 1.000 luôn. Số hưởng ghê luôn mà số con. Số đạo hưởng quá đẹp. Rồi, bây giờ mình trả lời câu hỏi để chị ha. Câu hỏi. Rồi, bạn năm nay bao nhiêu tuổi? Rất là hợp với chị Thảo.
Thảo còn rất là trẻ. Có trả giá, giá nào cũng dính phải không chị? Trả giá nào cũng dính. Tuổi rất là non nớt, vừa tròn 38 tuổi. 38 tuổi? Có trừ hao chưa? Không, không trừ hao đúng bà. Luôn. Quý vị thân mến, quý vị có thể thấy một người phụ nữ 38 tuổi nhưng rất trẻ. Vì sao cô ấy trẻ như thế? Vì sao chạy nợ riết nó trẻ như vậy đó quý vị? Đó. Quý vị thân mến, chị Dạ Thảo là vận động viên chạy nợ quốc gia. Chạy cắt. Chàng bây giờ chạy cắt cỏ luôn quý vị. Chạy cắt cỏ luôn. Chạy cắt cỏ luôn. Chạy cắt cỏ luôn. Vận động viên xe quạt quốc tế quý vị. Và xe đi làm bài tứ sắc quý vị. Ôi cảm ơn em quen quá. Rồi. Câu hỏi thứ hai dành cho chị Dạ Thảo. Là điều khổ sở nhất khi bạn giả gái là gì? Điều khổ sở nhất. Ủa chị khi... đâu có giả đâu, chị là con gái rồi. Là con gái rồi. Cái này câu hỏi này hình như bị sai cho sai, chị sai. Rồi. Nhưng mà chị có thể là, ví dụ như là bây giờ mình là con gái rồi nhưng mà hồi xưa mình lúc mà mình mới giả lộ á, thì khổ sở nhất là gì? Rất là khổ quý vị. Khổ lắm mọi người ơi. Tóc thì đầu đinh. Thì thời đó chưa có tóc giả đâu quý vị ơi. Vậy là chị chứ giống Mai Thiên Tai giờ rất đó. Rất là khổ sở quý vị. Đó. Rồi cười mà ho luôn quý vị. Đó rồi khổ. Giờ em mới biết là bài nguồn gốc của bài con ma đầu đinh ở đâu luôn. hát câu nghe cô chị. Trong căn nhà quan dường như con ma nó lúc đầu ra làm em cái hú hồn. Sao nữa nè? Con ma đầu đinh hàm răng nó trắng tinh. Đây 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 đây. Chính xác luôn. Hàm răng trắng tinh. Cái giật mình đó. Rồi cảm ơn chị Dạ Thảo rất là nhiều. Câu trả lời rất là dễ thương. Và chúng ta cùng đến với nữ ca sĩ gốc Bến Tre. Và có cơ sở nào vừa Mai Thiên Tai cái gì? Trời ơi cảm ơn chị Nabia tới cái cơ sở kinh doanh của em. Đừng làm cực nhanh. Quý vị thân mến, mấy đứa mà hô hay mớm rất là hên quý vị. Dạ, không ai hên bình thường thì đừng như vậy. Đâu có ai bình thường mà bốc hai bao lì xì đều có tiền hết quý vị. Dạ. Rồi, đọc câu hỏi của em đi Mai Thiên Tai nhé. Khi bạn bị một con bánh bèo chửi là bóng lại cái. Bóng lại cái. À chưa hiểu nha. Khi bạn bị một con bánh bèo chửi là bóng lại cái hay chưa? À câu hỏi của Mai Thiên Tai rất là dễ thương. Có khi nào khi bạn bị một bạn gái chửi là đồng tính hoặc chưa? Lúc đó bạn chửi nó như thế nào và bạn sẽ làm gì? Có nghĩa là khi mà có một cô gái tỏ thái độ với mình, bạn ơi bạn BD, bạn ơi bạn đồng tính, thì hoặc có nghĩa là chửi hoặc chỉ tỏ thái độ thôi, thì phản ứng của em như thế nào? Dạ Mai Thiên Tai hiền lắm, lấy hàm răng cào nhà nó em. Dạ chỗ đâu có đâu chị, không sao hết trơn á. Mấy cái miệng là biết hiền rồi đó. Em chỉ cười và nói với bạn đó một câu rằng chưa chắc bạn đẹp hơn tôi. Xong. Trời ơi. Ủa người ta đâu có hỏi là đẹp hay xấu đâu. Người ta đang sỉ giả em mà. Người ta đang chửi chị mà. Ông quý vị thân mến, đôi khi xấu hơn em đó. Quý vị, đôi khi hàm răng nó cũng quyết định trí tuệ đó quý vị. Hàm răng quá dư thì trí tuệ cũng quá ít đó quý vị. Cho nên là quý vị cũng thông cảm giùm em. Mai Thiên Tai có câu trả lời hơi gọi là bức xúc quá thì mình nói vậy, nhưng mà lộ cũng trả lời như thế này. Nếu mà bạn gái nào mà cả gan mà đã đặt câu hỏi cho Mai Thiên Tai hoặc tỏ thái độ với Mai Thiên Tai thì cũng nên cẩn trọng mái nhà của mình. Mai Thiên Tai có thể dùng hàm răng mà đưa một cách ngắn gọn xuống sông nha quý vị. Cho nên tránh Mai Thiên Tai ra với mọi hình thức, nhất là các bạn gái muốn sỉ giả Mai Thiên Tai nhé. Bây giờ chúng ta cùng đến với cô Ú Bình Dương nè. Câu hỏi cuối cùng không biết mở có tiền không nữa. Câu hỏi của Bình Dương nè, mở lên nè. Rồi được 500. Thôi, 100 ngàn quý vị. Đã mập rồi có được đó thêm nữa. Không ai khùng cho 500 trong bao lì xì đâu má. Rồi, bạn hãy kể về một câu chuyện xấu của bản thân mà bạn cảm thấy mắc cười nhất. Nếu bạn không kể được thì phải lột cái đầu tóc giả bằng xương gấp. Trời ơi, chuyện này hả? Kể ra ngại quá à. Chuyện xấu em quá nhiều mà. Đâu có phải một câu chuyện đâu, em có thể kể cả ngày để mình chia ra được nhiều tập đó quý vị. Rồi, cố mình vừa bắt câu đầu câu chuyện đi. Là lúc em đi học lớp 12 mắc cười lắm. Đang ngồi trong lớp, cô giáo đang giảng bài. Tự nhiên em đau buồn quá. Em không biết làm sao. Em làm một cái tuấn. Em đánh giấm. Không, cái này nó hơi bị lạc đó em. Không, nguyên cả lớp rồi. Nguyên cái tổ của em là hồi đó học lớp là mà chia tổ đúng không? Tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4. Em ngồi tổ 1. Gần giáo viên luôn. Nguyên cả nhóm là nó thúi mà nó xỉu luôn các bạn. Nó xỉu luôn. Quý vị thân mến, lần đầu tại tiên vì, lúc đó, không, lúc đó em ốm không mập gì đâu chị. Mà lúc được thúi lắm. Không phải như vậy đâu thiệt. Hèn chi lúc không. Đầu mới lên xe chị nhớ không? Chị nhớ không? Rồi. Lúc đầu mới lên xe mình đi chị nhớ không? Quý vị thân mến, đúng đây. Rồi hồi sáng. Quý vị ơi, cũng cổ vũ giùm cho Lô Lô nhiệt tình những sản phẩm của Lô Lô và của Bình Dương. Bởi vì đây là sản phẩm cuối cùng chúng ta hợp tác đó quý vị. Tại vì
cái này khuyết điểm của Lộ không thể chấp nhận được quý vị, cho nên thông đạo thông cảm giùm cho Lộ nha. Bây giờ chúng ta cũng sẽ đến với câu hỏi của Lộ. Trời ơi, nghiệt ngã ghê vậy, ba lì xì của Lộ đây rồi. À ha, đây em cầm cho nè. Rồi em cầm chị đi nè. Lộ ơi, không có nghe. Đó, hơn đủ tiền thuốc rồi. Hồi nãy em ho quá trời, bây giờ đủ tiền thuốc rồi nè. Rồi 5 ngàn là để bao ăn quý vị, bao ăn. Quý vị thân mến, và chúng ta sẽ đến với vòng xỉ giả nha quý vị. Và câu hỏi của em như sau: bạn hãy kể một câu chuyện xấu động trời động đất của một trong 5 người ngồi gần bạn, phải kể với mức độ kinh khủng nhất. À, và quý vị thân mến, có lẽ là một câu chuyện nó sẽ không đủ, và em xin nhân đôi thời lượng của chương trình lên. Câu hỏi của em sẽ bằng 5 câu hỏi vừa rồi, và em sẽ xin kể từng người một. Trời ơi. Em biết là sau chương trình này chúng ta cũng sẽ chia tay rồi, cho nên là chúng ta là sẽ kể cho từng người một nha. Đầu tiên là Mai Thiên Tai. Mai Thiên Tai là một cô gái rất là dễ thương quý vị, rất là nồng nhiệt trong đoàn, dễ thương, mọi thứ dễ thương. Nhưng mà có một ngày một thì khi mà Lộ đã hóa trang xong, vô tình Mai Thiên Tai đi ngang và quay cái mặt ngang nghe điện thoại, thì hàm răng Mai Thiên Tai đã làm chầy mặt của Lộ. Và quý vị thân mến, chúng ta cũng đã trải qua những phần thử thách cá nhân của tất cả các thành viên trong đoàn Lữ Thuật Sài Gòn Tân Thời và của Ủy Bình Dương. Quý vị cũng đừng quên xem chương trình vào lúc 19 giờ ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube Cô Ú Bình Dương nha quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một mini game rất là dễ thương. Chúng tôi sẽ có những lá thăm ngẫu nhiên, và chúng ta đang đến với một cái chạm có thể là dừng chân bên đường thôi, nó không có gì đặc biệt cả. Và chúng tôi sẽ bốc thăm xem ai sẽ là người trả tiền mua những cái sản vật tại đây nha quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ Nhã Vi đi ha. Rồi bốc đi nè. Rồi chị Dạ Thảo, mở ra được chưa? Tai. Được. Mở đi. Em mở đi, trúng ngay phía rồi, em là người trả tiền thì em ráng chịu. Cầu mong. Đó. Con đi show được có 200 ngàn thôi. Đó. Rồi cái gì đây? Đó. Bạn đã được. Bạn đã bao được bao miếng. Yeah. Được bao miếng đó mọi người. Bạn đã được bao miếng. Quý vị thân mến, đây. Rốt cuộc một trận đen của bạn như cái đít con chó mực và phải trả tiền chầu này nha. Rồi, tôi rồi cái gì? Bây giờ chúng em nhiều. Thật ra là Lộ không có thích ăn những sản phẩm địa phương. Nhưng mà Lộ sẽ tặng cho hết chung cư của Lộ, gồm có 340 căn chung cư á. Mỗi người sẽ có vài chục nem cái gì đơn sơ thôi. Tự nhiên em nhức đầu quá nhà mỗi. Không, nhức đầu mình tích tiền xong mình sẽ tỉnh. Em nhức đầu em xỉu. Rồi bây giờ mình xuống xe đây nè. Xuống xe đi. Lâu lâu mới được ăn chùa một bữa nè. Hôm nay là tôi mua tha hồ vậy, tôi về tôi đãi mọi người. Dâu bà con ơi. Chương trình đâu có quy định cho gì đâu. Có nhiều mua chứ. Trước khi mua coi giá cả Phương ơi. Giờ bán sao chị? Ơi. Ăn gì cưng? Dạ em muốn mua nem, qua nem mua nem đi chị. Ờ à, nem đi, nem đi cưng lửa đi. Dạ bánh đĩa. Chị, nem nhiêu chục mà rẻ vậy? Trời ơi, chưa trả giá đó mấy kẻ mà. Nhiêu chục rẻ, thấy bán quá trời chắc rẻ lắm nè. Ơi. Mua đi, bữa nay có tâm quyền như không? Bà Mai Thiên Tai bả đau thọ. Đó cái gì mua cái gì cũng phải vừa phải thôi chứ. Không đủ. Ủa bà hết tầng bà đi bà không được. Tâm Huy em. Huy hả? Tâm Huy viên đúng không? Có cái nào mặn không? Đây cái này có tính nặng, cái này hộp quá nè. Hộp, rồi xong. Thôi dù sao cũng Mai Thiên Tai cũng là em út trong nhà đâu. Mình mua nhiều quá tội nghiệp em nó. Chị mua khoảng 20 món rồi. Chị lấy cho em 50 bịch này đi chị. Chị nem nhiêu chục mà? 35, 30, cái này 35 là ngon nhất. Tại sao 35? Thôi để 30 luôn đi. Mọi người ơi, bây giờ là Lộ với cô Ú và mọi những thành viên khác đã mua xong. Mọi người ít mua đơn giản lắm mọi người. Có một người chỉ mua có vài chục bịch thôi. Bây giờ là em chỉ xách tượng trưng thôi. Bà con cô bác đã đóng thùng ở phía sau. Bây giờ chúng ta cũng đến chiêm ngưỡng gương mặt và thất thần của người đẹp Mai Thiên Tai nha quý vị. Trời ơi. Rồi đưa xe cấp cứu luôn em. Thôi mình lên đi, coi ai thất thần người ta tính tiền, gắn chịu đi. Tính tiền đi cưng. Dạ, nhiêu chị? Thôi chị lấy cho em thêm bịch bánh sữa đi chị, bánh ăn sữa. Lấy nữa hả? Ồ, lá dứa, em mới ăn lá dứa. Lấy nhiều vậy?
đó, rồi bịch nữa nha, đó, thôi vậy được rồi đó. Năm tổng cộng là 3 cây bánh mía, 3 cây mía nhiều, 75 nhân 3 201, 201 225, 225 khoan. Cộng với máy tính đi chị. Có giảm giá không dạ? Dạ, dạ. Có giảm phần trăm không chị? 225 cộng với cái này nhiêu? 30 cộng với 100 25 cộng với 150 phải không anh em? Rồi là cái gì nữa? Cái đất 35 ngàn nữa. 440 ngàn. Ủa, hồi nãy lấy bánh bí tổng cộng mấy bịch? 3 bịch hết rồi. 440 ngàn cả nhà. Mua một đống luôn, sách mỏi tay luôn 440 ngàn. Mọi người ơi, bây giờ thì tất cả mọi người đều có quà hết rồi nè. Cảm ơn Mai Thiên Tai nha. Cảm ơn em nhiều nha. Thật sự là lộ rất là vui. Lần đầu tiên đúng quý vị mà ăn được tiền của Mai Thiên Tài. Đúng rồi. Chắc nhiều ơi, trời bão quá quý vị. Bão thiệt. Quý vị ơi, quý vị đừng quên xem chương trình Bờ 3B vào 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube của Ú Bình Dương nha quý vị. Và em cũng xin chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui, nhiều vui vẻ quý vị. Và quý vị cũng xem những cái hành trình ngắn ngắn của tụi em như thế này sẽ mang lại nhiều tiếng cười cho tất cả quý vị yêu dấu nha. Rồi, đặc biệt là quý vị share nghe, chia sẻ cho mọi người, đúng là mọi người ủng hộ cho em nhiều hơn, chia sẻ nhiều, mọi người ủng hộ em có được tiền nè, rồi em làm nhiều cái chương trình cho quý vị, dẫn nhiều chị em đi chơi tha hồ luôn. Có nghĩa là quý vị phải share cho nhiều bạn bè, like và subscribe, đặc biệt là đăng ký nha, thức của Ú, để từ đó thì chúng em có nhiều động lực, tinh thần và chi phí để làm nhiều clip vui funny cho quý vị được thưởng thức nữa nha. Và xin chào và hẹn gặp lại. Quay hoài hả? Quay hoài chứ má. Hôm nay chị đi chùa mà chị đang điểm hơi bị lố nha. Chị đợi bên đó cho chị nè, bên đó cho chị nè. Đó, mày nghiệp quá. Mày đi chùa mà mày trang điểm lố quá. Út ơi. Thiệt á. Đi chùa phải để mà mặt mộc nghe không? Bà nè, giờ để con thử rồi nó có vừa không em con. Rồi hai chất hai ba cặp lông mi. Mà khoan. Làm mẹ gì? Mấy má mỗi má được có 100 ngàn mà lựa dữ vậy? Ồ chết con. Bộ nhiêu vậy con? Nhiêu tiền bộ con? Bộ số kỳ. Ủa số kỳ vậy chị? Vậy. Thôi ơi cô, không, bình thường là cô biết đâu, con mặc tay với bét không đó. Đúng con gái thiệt mặc 48kg hả? Con đó là mấy kg luôn? Thôi 100 ngàn rồi. Con này của con.